Xin chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Ngân Hà Auto, một địa chỉ bán xe cũ, uy tín, chất lượng, luôn cung cấp và mang đến cho quý anh chị những chiếc xe lướt, những chiếc xe đã qua sử dụng. Và bên em hiện tại đang có địa chỉ thường trực tại 17 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình, thành phố Hà Nội. Em là Thái Anh, chuyên viên bán hàng của Ngân Hà Auto. Và trong ngày hôm nay thì em xin phép gửi đến quý anh chị một siêu phẩm đến từ thương hiệu Toyota. Và ngay cạnh em đây sẽ là một chiếc Fortuner Legender phiên bản một cầu số tự động sản xuất năm 2021. Về để đánh giá qua về chiếc xe này thì ở đây chúng ta sẽ có thể thấy cho em là một chiếc xe thực sự là đẹp mắt, cũng như là kiểu dáng, cũng như là thiết kế của chiếc xe này cũng đã lột bỏ hoàn toàn so với những người đàn anh đi trước. Ở đây thì chúng ta sẽ có cho em lớp sơn zin lên đến đâu đó khoảng hơn 90%, cực kỳ là mới và đẹp mắt. Ở đây thì chắc chắn thôi, cụm đèn ở phía trước của chúng ta sẽ có cho em đó chính là công nghệ full LED này, hay là phần đèn gầm ở đây thì vẫn sẽ là thích ứng góc chiếu và cho chúng ta những góc chiếu khác nhau, cực kỳ là tiện lợi và tiện dụng. Đó, một chiếc xe cực kỳ là đẹp mắt luôn quý anh chị ạ. Bước đến phần thân xe thì phải nói rằng hãng xe Fortuner luôn được đánh giá, hãng xe Toyota chứ, luôn được đánh giá bởi là có một chiều dài cũng như là khoảng sáng gầm xe tương đối và cực kỳ là ấn tượng. Một bộ lốp xe nguyên bản đi theo xe này, cùng chúng ta có thể thấy rằng bộ lốp này vẫn còn khá là dày, chạy cho em được khoảng là 2 vạn nữa. Nhưng mà điều mà khá là buồn ở đây là những chiếc Fortuner thì chúng ta luôn được biết đến bởi là một thiết kế của phần la răng ở đây chúng ta sẽ có khá là nhỏ nhắn mà thôi. Hay là các chi tiết ở đây thì là tay nắm cửa này, chúng ta sẽ có là mạ chrome, với cả phần ở đây chúng ta sẽ có là phần gương chiếu hậu tích hợp đèn pha báo rẽ, thanh giá nắp cũng có đầy đủ cho em luôn. Và không thể quên được đó chính là một phần lên xuống chân, chủ xe đã lắp thêm để cho việc lên xuống xe của người già và trẻ nhỏ trở nên là dễ dàng hơn rất là nhiều. Đó, mời các bác bước đến với em đến phần đuôi xe đi. Đến với phần đuôi xe thì chắc chắn rồi, chúng ta sẽ có ở đây đó chính là nổi bật lên hai điểm, đó chính là phần ở đây là phần tên của chiếc xe Fortuner này với cả phần Legender này, giúp chiếc xe này tạo nên một điểm nhấn cực kỳ sắc biệt. Hay là phần cam lùi chúng ta sẽ có ở đây là nhô ra ở đằng sau. Chiếc xe này thì sẽ có chủ cũ là người Sài Gòn quý anh chị nhá. Đó, mời quý anh chị cùng nhìn qua và ngắm qua với em đến khoang nội thất ở phía sau, hay gọi là khoang hành lý. Các chi tiết ở đây chúng ta sẽ có cho em là keo chỉ này, vẫn là nguyên bản. Đó, và cùng nhìn qua cho em này, đến với phần ghế hành khách thứ ba này, chúng ta sẽ có một điểm khác biệt hơn chút là ghế này sẽ được kéo lên thay vì là chúng ta sẽ có một hàng ghế được kéo gập xuống như các hãng xe khác. Đó, một chiếc xe tương đối là đẹp và nguyên bản. Hay là phần lốp dự phòng thì chúng ta sẽ được thiết kế thay vì ở trên, chúng ta sẽ được lắp ở ngay phía dưới cốp, phần gầm xe. Đó, và bộ lốp này chúng ta vẫn có thể thấy là lốp đã sử dụng nhưng mà vẫn rất là đẹp cho em. Đó, hay là những chi tiết như là bốn cảm biến cảnh báo va chạm ở đây chúng ta vẫn sẽ có cho em này. Cốp thì là cốp điện rồi, một chiếc xe SUV thì nguyên bản đẹp mắt đích thực thì chúng ta không thể nào thiếu đi được phần cốp điện. Và với mức tiêu hao nhiên liệu thì chúng ta sẽ có đâu đó khoảng là hơn 8 lít cho những cung đường kết hợp. Rồi, mình cùng bước vào với khoang hành khách thứ hai đi. Bước vào khoang hành khách thứ hai ở đây thì chúng ta sẽ có cho em là một khoang để chân cực kỳ là rộng rãi và thoải mái. Và chi tiết là điều hòa chúng ta sẽ được thiết kế ở ngay trên đầu này, thay vì là được thiết kế ở dưới chân. Và rõ ràng ở đây chúng ta vẫn sẽ có cho em là các cổng sạc và thiết bị sạc rảnh tay để việc sử dụng chiếc xe trở nên dễ dàng hơn. Các chi tiết ở đây này, ốc ác của phần cánh cửa này chưa hề ra đâu các bác nhá. Và phần cánh cửa ở đây chúng ta sẽ có kết hợp với em đó chính là hai màu đen và đỏ, tạo nên một nét thiết kế cực kỳ trẻ trung và đẹp mắt. Đó, rồi mình cùng bước đến với em đến khoang cabin lái. Một chiếc SUV gầm cao hạng D thì khoang cabin lái chúng ta sẽ có những gì? Đầu tiên sẽ chúng ta sẽ có cho em đó là các chi tiết như là bảng táp ly ở phía ghế trước vẫn còn rất là mới. Đó, hay là các chi tiết chỉnh gương này. Đó, chúng ta sẽ có kết hợp giữa ba màu đen, đỏ và chrome. Rồi, đến với phần táp lô ở đây thì vẫn rất là mới. Và phần màn hình hiển thị thông số xe thì ở đây chúng ta vẫn sẽ có là màn hình cơ mà thôi. Hay là các chi tiết như vô lăng của chúng ta sẽ tích hợp cho em là lẫy chuyển số này. Rồi chiếc xe này cũng đã lên thêm cho chúng ta một phần bọc thảm trần giúp cho việc chiếc xe này trở nên sạch sẽ hơn. Đó, vô lăng 3 chấu tích hợp với các tính năng như là tăng giảm âm lượng và các mốt tùy chọn. Phanh ở chiếc xe này của chúng ta vẫn sẽ có cho em đó chính là phanh tay mà thôi, phanh cơ thôi, chứ chưa là phanh tự động.
rồi là màn hình giải trí đâu đó khoảng tầm là 8 inch này, hay là các chi tiết khác như là điều hòa này vẫn rất là đẹp, rồi là cần số này, đó bọc da tạo nên một điểm nhấn khá là đẹp, gương chống chói chắc chắn là cũng không thể thiếu rồi, và các phần loa được tích hợp hai bên này đó. Một chiếc xe đẹp và em nghĩ là với đầy đủ nút ở bấm ở đây thì chúng ta vẫn sẽ có thể là sử dụng em nó một cách rất là dễ dàng mà thôi. Đó, mình cùng bước đến với khối động cơ của em nó đi. Bước vào khối động cơ của chiếc xe này thì chúng ta sẽ có gì đây? Một khối động cơ to lớn và đâu đó trong một dung tích cực kỳ là em nghĩ là đáng gờm ở thời điểm hiện tại. Mình cùng nhìn qua đến khối động cơ của em nó đây. Một khối động cơ cực kỳ to lớn đến từ thương hiệu Toyota. Và các chi tiết như cổ xả trước và cổ xả sau hay là máy phát điện của chúng ta thấy vẫn rất là đẹp. Hay là các chi tiết như là nước sơn ở trong khối động cơ này. Mặc dù đây là một khối động cơ mà em nghĩ là phần sinh nhiệt nhiều nhất, nhưng chúng ta vẫn có thể thấy cho em là đây một khối động cơ tương đối là đẹp cũng như là to lớn. Và với chiếc xe Fortuner 2021 Legender máy dầu một cầu số tự động này, bên em đang được chào bán ra cho các bác với mức giá chỉ đâu đó loanh quanh là 1 tỷ 075 triệu. Và mức giá này bên em vẫn còn thương lượng được tương đối nhiều. Nếu bác nào đang quan tâm và muốn sở hữu một chiếc xe bền lành đến từ thương hiệu Toyota thì đừng ngần ngại mà bỏ qua video ngay. Và hãy alo cho em ở số điện thoại được ghi ngay trên phần tiểu sử. Và em là Thái Anh, chuyên viên bán hàng của Ngân hàng Auto. Xin cảm ơn quý anh chị và các bác đã xem hết video.